Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là cây kiểng của tôi. Thì hôm nay là ngày 25, 26 gì á. Thì hôm nay con lên cái clip tối và hơi muộn nha cô chú anh chị. Và clip này mục đích để giới thiệu mấy cây hồng ngọc mai. Thì những cây hồng ngọc mai này bên vườn con hiện tại đang thanh lý ha. Nói chung là đang thanh lý. Thì cây á, thì nâng đế lên á thì không nói gì, nhưng mà chắc con bán là con không có để nâng đế lên rồi soi ra như thế này, thì con sẽ giao nguyên cái cây tương tự như thế này cho cô chú anh chị mình luôn. Tại vì hiện tại là những cái hồng ngọc mai này bên vườn con đang thanh lý của chú anh chị, thì với giá rất là mềm, thì cũng mong được tất cả cô chú anh chị gần xa ủng hộ ha. Thì ở đây là con lấy ngẫu nhiên, lấy tùy cây ngẫu nhiên ra để soi đế cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Và giá mấy cây hồng ngọc mai này bên vườn con đang bán với giá rất là mềm, thì cũng mong được cô chú anh chị gần xa ủng hộ. Vô bật nước giùm tôi chứ không? Bật mua tưa. Bật mua tưa. Clip này thì quay nói chung là thực tế và trực tiếp để cô chú anh chị mình tham khảo ha. Thì như trên màn hình cô chú mình đang thấy cái rễ bên này nè, với cái cây rễ trong đó đó là con nâng đế lên và con soi ra. Thì những cây hồng ngọc mai này bộ đế nó dài khoảng chừng 10-12 cm ha, nó nằm trong tầm đó đó. Và rễ bọng đồ thì nó như trên màn hình cô chú mình đang thấy á. Ui da, xì nước, đi chặn chỗ xì nước luôn. Thì giờ này soi ra để cô chú anh chị mình xem tham khảo, thấy ưng ý thì alo. Tại vì những cây hồng ngọc mai này bên vườn con đang thanh lý với giá chỉ có 95.000 một cây thôi. Thanh lý chỉ có 95.000 cây thôi ha. Mấy cây hồng ngọc mai này nói chung là trồng hơn 3 năm rồi nha cô chú anh chị. Thuần chậu như thế này đó là hơn 3 năm rồi đó. Cái thân nè, cô chú anh chị mình nhìn cái thân nè, cỡ cũng phải cái gì đó, đang cắt bọng nè. Thì sâu đế ra cho cô chú anh chị mình có thể là hình dung được cái cây nó, cái rễ nó dài cỡ nào thôi. Chứ khi con gửi là con không có soi cái đế nha, gửi thằng con lấy ngẫu nhiên con gửi. Giá hiện tại đang bán là 95.000 một cây. Để con cầm dưới đây soi đế nha cô chú anh chị. Soi trên này nó ướt nhẹ mà. Đang bật mua tưa. Thì sâu như thế này để cho chú anh chị mình thấy được thực tế cái rễ nó dài như thế nào rồi giao lưu ha. Dính nước rồi. Đó, thì hiện tại là cô chú anh chị mình đang coi là trực tiếp những cây hồng ngọc mai mà bên vườn con vừa soi đế ra nè. Đó. Thì bộ đế nó cũng dài dài kha khá ha. Và hiện tại là những cây hồng ngọc mai này nói chung là đa số cây khá là to. Nhưng mà con sẽ đảm bảo là từ ngón tay trỏ trở lên ha, cỡ ngón tay trỏ trở lên
rễ bọng rồi nó dài vậy đó. Thì về cô chú anh chị mình tự soi ra giùm con ha, rồi cô chú anh chị mình nâng chậu lên nuôi tiếp từ từ. Những cây hồng ngọc mai này đang phát triển rất là ok, giá con bán hiện tại là 95.000 một cây ha. Tùy theo góc nha cô chú anh chị, chứ không phải là góc nào nó cũng như góc nào hết. Thì cây bên vườn con có cây trồng nó cao lên như thế này, có cây trồng nó thấp xuống như thế này. Có cây trồng cao, có cây trồng thấp, tại vì con giao cho lính con trồng với cô chú anh chị nên nó không có được đồng đều. Nhưng mà hiện tại vườn con đang thanh lý với giá là 95.000 một cây. Thì cô chú anh chị mình thấy đó, đa số là cây nào cái thân nó cũng to hả. Cô chú anh chị mình nhìn hồng ngọc mai, nhìn cái thân vườn con đang bán nha, thân rất là to, to hơn con tay trỏ, tại vì cái dạng hồng ngọc mai này trồng rất là lâu lớn nha cô chú anh chị đó. 95.000 một cây ha. Nhìn ở dưới góc vậy thôi chứ ở trên là nó phát triển rất là xanh tươi, rất là đẹp. Con sô cây nó có bông rồi nó có trái luôn nè, cái trái nó rụng nữa nè ha. $95.000 một cây hồng ngọc mai nha cô chú anh chị. Thì chắc có lẽ là con sẽ lấy ngẫu nhiên nha, chứ chụp hình lựa từng cây thì chắc con là không được, tại vì đi làm công chuyện từ sáng tới chiều ha, rồi tối về soạn cây cho mấy đứa em con nó đóng. Thì nói chung là cây như trên màn hình con quay như thế nào thì con sẽ gửi cụ thể nó tương tự như vậy. Giá là giá thanh lý rồi nha, 95.000 một cây. Chứ cô chú anh chị mình hình dung đi, trồng từ cái khâu chiết nhánh xong rồi trồng rồi chăm sóc gần 3 năm rồi bán ra cái cây có 90.000. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ vườn trong thời gian qua rất là nhiều ha. Thì cũng xin kết thúc video và tạm dừng tại đây.